Và lại trong lúc này nếu hoàn toàn hiểu rõ chân chính, không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không. Trong cái không ấy hoàn toàn không có pháp tùy hỷ hồi hướng. Tùy biết như vậy, nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tầm tùy hỷ và căn lành công đức đã tùy hỷ đối với hít tầm hồi hướng và sự hồi hướng và vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cũng không chấp trước do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo đại bồ tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng xa lìa tất cả hư vọng phân biệt Đại Bồ Tát nào đối với Pháp có thể tùy hỷ hồi hướng, mà khởi lên vọng tưởng về Pháp có thể tùy hỷ hồi hướng. Đối với Pháp được tùy hỷ hồi hướng, khởi lên vọng tưởng về Pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy, thì rơi vào tưởng tâm kiến điền đảo. Sự tùy hỷ hồi hướng này đều sai, Bồ Tát nên biết mà phương tiện đánh xa. Lại nữa, này thiện hiện Đại Bồ Tát nào đối với sự tu hành, làm các việc phước nghiệp như thật biết rõ, xa địa, vắng lặng, đối với tâm thường tùy hỷ hồi hướng cũng như thật hiểu rõ, xa địa, vắng lặng, biết như vậy rồi hành bát nhã và làm mặt đa sâu xa, nhưng trong các pháp hoàn toàn không có chấp thủ, mà khởi lên tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Đại Bồ Tát này đã khởi tâm tùy hỷ hồi hướng ấy nên không rơi vào tưởng tâm kiến điền đảo. Đại Bồ Tát nào đối với sự tu hành, làm các việc phước nghiệp nhưng không như thật, biết sự xa lìa vắng lặng, đối với tâm thường tùy hỷ hồi hướng cũng không thể biết được sự xa lìa vắng lặng, đối với tất cả pháp chấp trước các tướng mà khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng và vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề là Đại Bồ Tát này đã khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, liền rơi vào tưởng tâm kiến điền đảo. Lại nữa, này thiện hiện Đại Bồ Tát nào đối với căn lành công đức của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ. Nếu muốn phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề ấy, nên nghĩ như vậy. Như Đức Phật Thế Tôn và các đệ tử đều đã diệt độ, tự tánh chẳng phải có, căn lành công đức cũng là như vậy ta đã phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà tánh tướng cũng vậy đều bất khả đắc biết như vậy rồi đối với các căn lành làm phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thì không thể sanh tưởng tâm kiến điền đạo gọi là sự tùy hỷ hồi hướng bồ đà chân chánh đại bồ tát nào lấy sự chấp tướng làm phương tiện hành bát nhã mà làm mật đa sâu xa đối với toàn lành công đức của phật và các đệ tử đã diệt độ chấp giữ tướng tùy hỷ hồi hướng bồ đề đây chẳng phải là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn do đó liền rơi vào tưởng tâm kiến điền đảo đại bồ tát nào không chấp giữ tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa